Hello các con vợ nha, một ngày cuối tuần trọn vẹn bên gia đình. Bây giờ là khoảng 6:30, ngang qua đây thấy quán bún chả Hà Nội rất là ngon, lên mình vào ăn thử, ăn cũng được. Mình có gọi thêm một cái nem rán và vợ mình ăn bún cá. Quán bún chả có tên là Bà Hương. Cá ở đây người ta làm cá lóc, không phải cá chấm như ở ngoài Bắc đâu các bạn ạ. Đây là menu của quán. Một suất như này có giá là 50.000 và gọi thêm nem rán là 18.000 một cái. Bún cá cũng 50.000. Tục series khu vui chơi An Sương quận 12 cho các bạn xem. Trước mình đi sớm nên là cái khu vui chơi này nó chưa có mở. Hôm đó đi không phải là cuối tuần, hôm nay là cuối tuần, cũng khá là đông. Mình có vào cái khu chơi xẻng này, ban đầu tưởng chơi thắng thì ra đổi tiền, nhưng không phải các bạn ạ. Ở đây nó chỉ cho các bé chơi vui thôi. Lên quanh ở trong này thấy nhiều trò chơi lắm các bạn ạ. Đặc biệt nhất là có trò phi tiêu để đổi lấy gấu bông các bạn nha. Từ khoảng 50m, gian hàng nào cũng toàn là phi tiêu gấu bông có thưởng. Ở đây người ta chơi rất nhiều các bạn ạ, giải trí mà. 50.000 là 5 quả bóng các bạn ạ. Nếu mà may mắn mình ném 5 quả đều trúng thì được 5 con gấu bông các bạn ạ. Gấu ở đây rất xịn và to luôn á, rất là đẹp. Ngày xưa như mình bây giờ thì không có những trò này để chơi. Ấn tượng nhất là mấy quả này này các bạn ạ. Đây ở trong miền Nam gọi là lô tô các bạn ạ. Thường là một chiếc xe quay màu đỏ. Video đến đây là hết rồi, tạm biệt các bạn nhé. Chúc các bạn buổi tối cuối tuần vui vẻ. Bye bye.